Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ nấu chè sâm Bổ Lượng. Và món chè này thì rất mát cho mùa hè nắng nóng này luôn. Với cách thực hiện thì cũng rất là đơn giản à các bạn. Và mình chỉ làm vài bước là đã hoàn thành cái nồi chè sâm Bổ Lượng này rồi. Nếu như các bạn xem và thấy thích đó, thì xin mời các bạn vào bếp cùng mình nha. Và sau đây là toàn bộ những nguyên liệu mình đã chuẩn bị sẵn. Đây là 50g phổ tay và 100g hạt sen tươi. Hạt sen này người ta đã rút tim sẵn rồi. Và ở đây mình sử dụng là đường phèn. Đường phèn này thì mình sử dụng là đường phèn hạt. Nếu như các bạn mà sử dụng đường phèn mà cái cục lớn như vậy á thì cũng vẫn được. Mình sử dụng đường phèn hạt á để mình đỡ đập đi. Và cái lượng đường phèn này thì mình chỉ sử dụng trước là 120g thôi. Và tùy theo cái lượng nước mà các bạn nấu để sử dụng cái lượng đường này nhé. Và tiếp theo là hạt bo bo là 100g. Và nhẫn nhục mình cũng chuẩn bị là 100g luôn. Và sau cùng là 100g táo đỏ. Và ở đây toàn bộ 5 nguyên liệu là phổ tay nè, đường phèn nè, và hạt bo bo, táo đỏ và nhẫn nhục. Toàn bộ 5 nguyên liệu này là các bạn tìm mua ở tiệm tạp hóa mà bên cái quầy bán về gia vị dùng để nấu chè các bạn. Còn hạt sen tươi thì các bạn mua ở bên cái quầy tươi. Và như vậy toàn bộ nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong hết rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu thực hiện nhé. Và phần táo đỏ thì mình ngâm với nước nóng. Và hạt bo bo cũng vậy luôn. Và phần phổ tay nữa. Và ba cái nguyên liệu này thì các bạn sử dụng là nước nóng nhé, nước sôi 100 độ luôn á nha các bạn. Còn cái phần nhẫn nhục thì các bạn ngâm nước lạnh. Toàn bộ cái phần này thì các bạn ngâm trong vòng khoảng nửa giờ á. Ở đây mình sử dụng là sen tươi cho nên mình không có cần ngâm. Rồi bây giờ mình sẽ đem đi rửa sạch rồi mình sẽ đem đi luộc cái hạt sen này trước nha. Mình luộc có khoảng nửa giờ vậy đó. Khi cái hạt sen nó chín mềm hết rồi á thì các bạn bỏ đi cái phần nước này nhé. Bởi vì cái phần nước này á nếu như các bạn sử dụng á thì nó có hơi vị hơi đắng đắng á. Và bây giờ toàn bộ cái phần này mình đã ngâm được nửa giờ hết rồi. Cái phần nhẫn nhục này thì mình đổ qua cái tô lớn đi ha, cho nó hơi rộng đi, cái này nó nhỏ quá à. Đường phèn và nhẫn nhục thì mình bỏ sang một bên đi. Còn ba cái phần này là mình phải đi rửa cho thật sạch lại. Và nhất là phổ tay nè. Nếu như các bạn có thời gian thì các bạn ngâm cái hạt bo bo này nó hơi lâu hơn ha. Nếu như hạt bo bo này mình ngâm nửa giờ thì mình nấu hơi lâu một chút. Rồi bây giờ mình sẽ đem mình nấu trước cái hạt bo bo. Và bây giờ các bạn canh có khoảng nửa giờ hơn á. Thì khi nào các bạn thấy mà những cái hạt bo bo này nó trong ra là nó chín rồi đó. Phần nước này mình cũng bỏ đi luôn. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ đi cái phần nước nha. Nếu như các bạn mà giữ lại cái phần nước này thì cái nồi sâm Bổ Lượng mình nó bị đục á. Và nó hay bị nhớt á các bạn. Rồi tiếp theo chuẩn bị cho mình đó là một ít rưỡi nước nha. Chờ nước nó sôi rồi mình sẽ cho cái hạt bo bo vào mình nấu nữa. Rồi tiếp theo mình sẽ cho cái phần táo đỏ vô luôn. Cái hạt sen này thì các bạn cho vào sau nhé. Nếu như các bạn cho vào sớm thì nó bị nát hết. Rồi tiếp tục mình sẽ đun cái phần táo đỏ và cái hạt bo bo này trong vòng 15 phút nữa cho nó sôi, cho nó ra hết đi cái phần nước ngọt ở trong táo nhé.
Rồi, bây giờ đã được 15 phút rồi, mình sẽ mở ra. Và bây giờ mình sẽ cho hạt sen vô được rồi. Rồi bây giờ mình sẽ cho tiếp cái phần phổ thai vô luôn. Rồi lúc này mình mới cho là 120g đường phèn vào. Nếu như các bạn thích ngọt hơn á, thì các bạn có thể tăng cái lượng đường thêm nhé. Khi mình cho nhãn dục vô, mình đun sôi khoảng 2 phút là mình tắt bếp được rồi. Rồi bây giờ nó đã sôi trở lại rồi, bây giờ mình sẽ tắt bếp. Khi nào nguội thì mình mang ra dùng. Nếu như các bạn thích thì mình dùng chung với đá. Còn không thích thì mình để nguội mình dùng cho nó mát. Cái món chè sâm bổ lượng này thì nó vừa mát và nó vừa bổ nữa. Cái vị ngọt ngọt hay nhẹ nhẹ của đường phèn á, với cái mùi thơm thơm của cái nhãn nhục như vậy nè các bạn. Rồi như vậy là xong rồi đó các bạn. Và các bạn hãy làm thử cái món sâm bổ lượng này cho cả nhà mình dùng để giải nhiệt cho mùa hè này nhé. Và như vậy là món chè sâm bổ lượng đến đây đã xong rồi đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này. Nếu như các bạn cảm thấy hay và thích thì các bạn cũng có thể cho mình xin một like. Và các bạn ấn nút đăng ký luôn, để khi mình ra cái video mới thì các bạn là người đầu tiên để nhận được cái thông báo. Và cũng như là để ủng hộ cho kênh của mình luôn. Còn bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé.